Không biết ngôi sao bóng đá lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Ăn cơm tù là một trải nghiệm nhớ đời của họ. Sau đây cùng điểm qua 10 cầu thủ bóng đá từng đi tù vì nhiều lý do khác nhau. Dani Alves. Alves bị cáo buộc tấn công tình dục trong một hộp đêm ở Barcelona vào ngày 30 tháng 12 năm ngoái. Một phụ nữ 23 tuổi đã tố cáo anh với cảnh sát việc bị Alves cưỡng hiếp dẫn đến việc hậu vệ 39 tuổi này bị bắt vào ngày 20 tháng 1. Trong thời gian chờ điều tra thêm, Alves có dịp được trở thành thần tượng của hàng trăm phạm nhân trong tù. Rất nhiều người đã tranh thủ xin chữ ký và giao lưu với anh. Đáng chú ý, cựu hậu vệ Barca ở cùng phòng giam với Coutinho, người từng làm vệ sĩ cho Ronaldinho. Joey Barton. Barton từng chơi cho Man City và Newcastle United. Khi còn thi đấu, trai hư Joey Barton nổi tiếng là một trong những cầu thủ có lối chơi rắn và rất nóng tính, với không ít vụ đánh lộn ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Cầu thủ ngổ ngáo này từng hai lần bị phạt tù, 6 tháng và 4 tháng. Cả hai lần đều là vì tội hành hung. Adam Johnson. Adam Johnson tiêu tan sự nghiệp vì tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên tại một vùng hẻo lánh ở County Durham. Anh bị bắt vào năm 2015. Hành vi được thực hiện vào năm 2014 với nạn nhân là một cổ động viên 15 tuổi. Quan tòa cho biết cô gái này đã đợi để được chụp ảnh với thần tượng Johnson sau trận đấu trước khi cựu tiền vệ đội Sunderland phạm tội. Tháng 3 năm 2016, Adam Johnson đã bị kết án 6 năm tù. Anh không hề ăn năn về hành vi sai trái mà còn công khai những ước mơ bệnh hoạn với nạn nhân tuổi vị thành niên. Anh vào đây vì tội hiếp dâm đúng không? Một bạn tù hỏi. 6 năm, tôi thậm chí còn chưa cởi quần. Nếu được một lần ân ái với cô bé, tôi không còn gì để hối tiếc. Adam Johnson tiếc rẻ. Câu lạc bộ Sunderland khi ấy đã ngay lập tức sa thải cầu thủ này. Dù vậy, Johnson được cho ra tù vào tháng 3 năm 2019. Chet Evans. Hồi năm 2012, Chet Evans bị tuyên án 5 năm tù sau khi bị kết luận có tội trong vụ cưỡng hiếp một cô gái trẻ. Sự việc diễn ra ở khách sạn Green, miền Bắc xứ Wales. Mà bằng chứng như là hình ảnh camera ghi lại, lời khai của cô gái lúc ấy đều chứng tỏ rằng Chet Evans có tội. Tuy nhiên, trong suốt thời gian bị bắt giam và tuyên án 5 năm tù, Chet Evans vẫn một mực kêu oan, khẳng định rằng việc quan hệ với cô gái kia đã có sự đồng thuận từ trước. Năm 2016, nỗ lực kháng cáo của Evans thành công. Anh ra tù, được bồi thường và tiếp tục sự nghiệp cầu thủ. Marlon King. Cựu cầu thủ của Watford và Wigan là một gã trai hư đúng nghĩa. Anh từng 8 lần bị tòa tuyên án vì những tội danh khác nhau. Hồ sơ của Marlon King có tội gây thương tích, dùng giấy tờ giả, gian lận thẻ tín dụng, cướp tài sản, tiêu thụ đồ ăn cắp và cả tấn công tình dục. Án phạt nặng nhất cho Marlon King là 18 tháng tù và anh nhận án như vậy tới 2 lần. Christopher Metzelder. Cựu hậu vệ người Đức Christopher Metzelder đã có 47 lần khoác áo đội tuyển Đức trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, giành danh hiệu Á quân tại cả World Cup 2002 và Euro 2008. Sau khi giải nghệ, Metzelder trở thành bình luận viên truyền hình. Hồi 2021, Metzelder bị tòa án ở Düsseldorf tuyên án 10 tháng tù treo vì chia sẻ hình ảnh khiêu dâm trẻ em cho 3 phụ nữ trên phần mềm nhắn tin WhatsApp. Bruno Fernandes. Ngoài Bruno Fernandes đang tỏa sáng ở MU, thì làng bóng đá còn có một Bruno Fernandes khác cũng một thời nổi tiếng. Tuy nhiên, Bruno Fernandes này được biết đến là kẻ máu lạnh ghê tởm đã giết người tình và bắt cóc con trai. Năm 2013, Bruno Fernandes, thủ môn Brazil bị tuyên phạt 22 năm tù giam vì các tội danh tấn công, bắt cóc và chủ mưu giết người. Ở tù được 4 năm đến 2017, Bruno đã bày tỏ nguyện vọng làm lại sự nghiệp bóng đá và ở Brazil có đến 9 đội bóng chờ đón anh ta. Sự trở lại sân cỏ của tay thủ môn nổi tiếng đã làm dấy lên dư luận trái chiều của công chúng. Nhưng sau một thời gian, anh lại trở vào tù vì theo quyết định của tòa thượng thẩm Brazil. Bruno quyết định thử vận may lần thứ hai vào tháng 7 năm 2019 sau khi tòa án cho phép anh ta thực hiện nốt án tù ở chế độ mở. Cầu thủ này được phép ở nhà từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều với điều kiện anh ta tìm được việc làm. Thế nhưng đã chẳng một đội bóng nào đồng ý thuê anh ta nữa. Năm 2020, Bruno được ra tù trước thời hạn một cách tượng trưng, nhưng anh ta buộc phải hàng ngày đến đồn cảnh sát địa phương trình diện và không có quyền ra khỏi lãnh thổ nước nhà. Ra tù được một tháng, thủ môn nổi tiếng muốn ký hợp đồng với câu lạc bộ đang chơi ở giải hạng nhất Operário Ferroviário Esporte. Nhưng làn sóng phản đối và sự mất mát từ phía các nhà tài trợ đã buộc lãnh đạo đội bóng phải từ bỏ ý định. Hiện tại, thủ môn máu lạnh này đang chơi cho đội bóng Rio Branco ở Brazil. Mặc dù vậy, những tiếng la ó biểu tình phản đối vẫn còn và nó vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi Bruno Fernandes giả từ sân cỏ. Ronaldinho. Ronaldinho bị bắt tại Paraguay hồi đầu tháng 3 năm 2020 khi bị cáo buộc nhập cảnh bằng hộ chiếu giả. Ngôi sao Brazil có mặt tại đây để tham gia một số sự kiện PR. Hộ chiếu thực của Ronaldinho vốn bị chính quyền Brazil vô hiệu hóa từ lâu do chưa nộp phạt một vụ xây dựng trái phép. Ban đầu, Ronaldinho bị kết án 5 năm tù giam nhưng giảm xuống còn 5 tháng sau khi nộp phạt 200.000 đô la Mỹ. Robinho. Robinho trong quá khứ từng là cái tên gây sốt được xếp vào diện thần đồng của xứ Samba.
Sau thành công vang dội tại quê nhà, tiền đạo sinh năm 1984 lần lượt kinh qua nhiều đội bóng lớn tại châu Âu như Real Madrid, Man City, AC Milan. Dù sở hữu tiềm năng rất lớn, song lối sống buông thả khiến Ronaldinho chưa bao giờ vươn tới đỉnh cao danh vọng. Cuối năm 2017, cựu tiền đạo đội tuyển Brazil bị tòa án thành phố Milan tuyên phạt 9 năm tù vì cùng 5 kẻ khác tấn công tình dục một phụ nữ 22 tuổi tại hộp đêm ở thành phố này vào tháng 1 năm 2013. René Higuita, thủ môn huyền thoại người Colombia khoác áo Atlético Nacional, đội bóng bị xem là sống bằng tiền tài trợ của trùm ma túy Pablo Escobar. Năm 1993, một bé gái bị bắt cóc ở thủ đô Medellin, thủ môn Higuita đứng ra dàn xếp trả tiền chuộc. Ông thậm chí còn cầm 300.000 đô la Mỹ của ông bố bé gái để nộp cho băng nhóm bắt cóc. Sau đó tự mình đưa cô bé về nhà cùng khoản tiền thù lao 50.000 đô la Mỹ. Vụ việc khiến Higuita ngồi tù 7 tháng, bỏ lỡ World Cup 1994. Vừa rồi là 10 cầu thủ bóng đá từng ngồi tù vì nhiều lý do khác nhau. Nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video hay và thú vị từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.